Cứ tưởng đến tháng 3 dâu tây sẽ hết quả cơ, mà nay ra thăm thấy hoa quá trời luôn mọi người ạ. Giống dâu nhà mình là Hana nha. Nếu mà chín thì gặp nắng ấy thì quả rất là mọng, rất là ngọt luôn. Còn không thì vẫn sẽ có cái vị chua nhẹ, nhưng mà ăn vẫn ok nha, thơm cực kỳ luôn ấy. Đây, rất là sai hoa sai quả luôn này. Mà mọi người nhìn cái cứng này mọi người biết gì không? Chuột nó cắn đấy. Vừa hôm qua ở đây có cái quả hơi chín chín, mình định vài hôm ra hái mà con chuột nó đã tha mất rồi. Quả dâu nhà mình thì không được to lắm đâu, vì cũng là cuối vụ rồi ấy. Đầu vụ thì quả sẽ to hơn. Có một lưu ý mà mình muốn chia sẻ với mọi người ấy, là ngoài việc bón phân và tưới nước đều đặn cho dâu ấy, thì nếu mà lá dâu tốt quá thì mọi người tỉa bớt đi nha. Tỉa những cái lá già ấy, đừng có tiếc. Đây này, hoa bên trong rất là nhiều luôn. Thì tỉa xong ấy, để cho ánh sáng nó vào thì cái tỷ lệ đậu quả nó sẽ cao hơn. Với lại mình sẽ hạn chế được cái sâu bệnh bên trong gốc ấy, nấm mốc rồi các kiểu ấy, cho gốc nó thoáng ra. Thì mình tỉa bớt lá đi, cái dinh dưỡng của nó cũng sẽ nuôi quả nhiều hơn ấy. Đây này, cây này cũng rất là sai hoa, nhưng mà chắc là quả đậu thì sẽ nhỏ lắm. Tại vì lá của nó rất là nhiều luôn ấy, mình chưa có thời gian tỉa. Chắc hôm nào mình phải dành một buổi để tỉa thôi, tại vì nhà mình cũng mấy chục gốc cơ. Còn cây này thì ở trong bóng, sai hoa sai quả phết, mà bị cái hơi còi nha. Cây này là biểu hiện của hết phân. Nhìn lá vàng này, cái cốt phân cũ mình bón nữa. Thôi, để tháng nữa thì mình tách gốc rồi lại chăm lại một thẻ.